đàn ông đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ khác tốt hơn vợ mình. Kính thưa quý vị, đàn ông đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ khác tốt hơn vợ mình, vì cô ta dù sao cũng không phải là vợ bạn. Nếu có thực sự tốt thì bạn cũng không được hưởng. Một ngày nọ, người chồng đi làm về, thấy vợ đang ở dưới bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối. Mắt vẫn chưa nhìn thấy chồng nhưng đã thúc giục. Anh nhanh rửa tay rồi bê thức ăn ra bàn. Người chồng từ lâu đã nghe những lời như vậy hàng ngày, cũng cảm thấy buồn mấy hôm nay rồi. Kết hôn cũng được 5 năm, những lời ngọt ngào của hai người dần dần bị thay thế bởi những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Nghĩ về cuộc sống trong tương lai ư? Căn bản là không có tương lai nào cả. Ông chủ có một cô tình nhân rất xinh đẹp, người chồng nói. Khi hai người bắt đầu ăn, người chồng bất ngờ nói: sếp của anh có một cô tình nhân rất xinh đẹp, nghe nói là do vợ của ông ấy trước sau thờ ơ nên mới như vậy. Nghĩ cũng phải thôi, hàng ngày chỉ làm mấy chuyện củi gạo, dầu muối, tương sấm trà, đàn ông ai chẳng chán. Sau khi nghe xong, cô biết chồng mình đang ám chỉ. Cô để bát xuống và nói: đừng vội, chúng ta hãy nói chuyện. Nếu một ngày có một cô gái xinh đẹp mời anh đi xem phim và anh thực sự muốn đi, vậy anh có thể nhờ cô ấy chăm sóc con chúng ta, sau đó em mời anh đi xem phim. Chồng im lặng không nói gì. Người vợ nói tiếp: nếu một ngày nào đó anh đang đi trên đường và trông thấy một cô gái với dáng vẻ mà anh rất thích, anh nghĩ vợ mình không đủ xinh đẹp, anh hãy đi hỏi cô ấy về chi phí chăm sóc da mỗi tháng, chi phí chăm sóc cơ thể và chi phí mua quần áo, sau đó anh cho em tiền mỗi tháng, em cũng có thể làm được. Người chồng vẫn im lặng không nói gì. Người vợ nói thêm: nếu anh muốn ngoại tình, cảm thấy mình thực sự bị quyến rũ và muốn cưới cô ấy, vậy thì tôi và con trai sẽ dọn ra ngoài sống, còn anh đón cô ấy về nhà ở. Cô ấy phải chăm sóc bố mẹ anh, phải sống đủ 5 năm, xem cô ấy có thể kiên trì hay không. Lúc này, người chồng mới bén lẽn mà nói là anh chỉ đùa thôi. Sau Tết Nguyên đán, cô gợi ý với chồng: sắp tới là ngày lễ tình nhân, em muốn đi du lịch cùng anh, em muốn được cùng nhau đi tham quan thắng cảnh, đi xem phim. Nhưng tốt nhất vẫn cần người chăm sóc con trai ở nhà để chúng ta có thể thoải mái tự do tận hưởng. Nếu không phải biếu tiền cha mẹ thì chúng ta còn có thể xuất ngoại ăn uống đi đó khắp nơi, rất là vui vẻ vậy. Người chồng cuối cùng không thể nhịn được bèn nói: loại điều kiện này ai mà làm được. Thứ còn thiếu không phải là người thứ ba mà là người hầu. Người vợ nói: đúng vậy, thứ anh thiếu nhất không phải là vợ bé mà là một người hầu có thể tới chia sẻ công việc vất vả cực nhọc của em, để em có thời gian vui vẻ với anh. Nếu làm được điều này, em sẽ là tình nhân suốt đời của anh. Còn nếu như anh vẫn không thể làm điều đó thì em cũng chỉ có thể là một người phụ nữ lớn tuổi đã có chồng, làm trâu làm ngựa cho gia đình này. Ông chồng vẫn không phục mà hỏi: vậy nếu em ngoại tình thì sao? Nhìn vẻ mặt của chồng, người vợ mỉm cười: em có thể nói với anh một cách chắc chắn rằng cả đời sẽ chăm sóc gia đình này, một lần là đủ rồi. Nếu như có gặp ai đó ở ngoài thì cũng chỉ coi như là bạn bè, không thể kết hôn. Cả đời chăm sóc gia đình, một lần trong đời là đủ. Người chồng vội vàng ôm vợ vào lòng và khẽ nói: không, sẽ không bao giờ. Chúng ta phải cùng nhau đi tới đồng bạc. Vợ ơi, sau này anh sẽ không nói những lời ngu ngốc như vậy nữa. Đôi điều nhắn gửi đàn ông: đàn ông đừng bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ khác tốt hơn vợ của mình, bởi vì cô ta dù sao cũng không phải là vợ của bạn. Nếu có thực sự tốt thì bạn cũng không được hưởng. Hãy trân trọng người vợ bên cạnh mình. Trong hôn nhân, hai bên hãy học cách thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau, có thể chia sẻ nhiều hơn một chút, phàn nàn bớt đi một chút. Như vậy sẽ ít đi những mâu thuẫn và không hài lòng về nhau. Để có được loại hạnh phúc này, kỳ thực
cũng không phải là quá khó, chỉ là hãy biết trân trọng. Tổng hợp lại những thứ mà chúng ta đang học, việc ghi chép cũng giúp não bộ hồi tưởng lại các thông tin đã tiếp nhận, yếu tố vô cùng quan trọng trong việc học bất cứ thứ gì. 4. Tạo hình ảnh liên tưởng. Những kỹ thuật này bao gồm cả việc sử dụng từ viết tắt, từ đồng âm hay những sự vật liên quan, có thể giúp bạn nhớ được những thông tin đang học, liên tưởng những gì đang cày với những thứ hài hước, cũng là thủ thuật không tồi chút nào. 5. Khám phá những điều mới mẻ. Cũng như cơ thể, bộ não cần luyện tập mỗi ngày, và cách luyện tập tốt nhất chính là khám phá những điều mới lạ, có thể là một vùng đất mới, một kiến thức mới, hay là cả một game mới. 6. Nghe nhạc kích thích. Con người có 4 loại sóng não là alpha, beta, theta và delta. Trong số này, trạng thái alpha thường dao động trong khoảng từ 8 tới 13 Hz, chính là lúc sự tập trung và khả năng học tập của chúng ta dễ đạt tới đỉnh điểm nhất. Điều tuyệt vời là bạn có thể giúp não bộ đi vào trạng thái alpha bằng cách lắng nghe những bản nhạc có beat rơi vào khoảng 8 đến 13 Hz. Cố gắng tránh xa nhạc có lời bởi chúng có thể khiến bạn mất tập trung. 7. Áp dụng các phương pháp quản lý thời gian như Pomodoro. Pomodoro là phương pháp chia nhỏ thời gian học thành những khung giờ nhỏ khoảng 25 phút. Trong khoảng thời gian này, người học tập trung cao độ vào việc học và cứ 25 phút lại nghỉ 5 phút. 8. Dạy lại người khác những gì bạn học. Khi dạy lại người khác những gì bạn đang học, não bạn có khả năng lưu giữ lại tới 90% những gì bạn vừa tiếp thu, đặc biệt là khi bạn truyền thụ lại cho người khác ngay sau khi tự học. Chia sẻ kiến thức với người khác không chỉ giúp họ học được những thứ mới, mà chính xác là bạn cũng đang tự giúp mình nắm mọi thứ nhanh hơn, bởi hoạt động này khiến cho não phải hồi tưởng, hệ thống lại và tìm cách diễn đạt trôi chảy mọi thứ vừa được học. 9. Áp dụng phương pháp ghi chép sáng tạo. Những con chữ thường rất khó nhớ và gây rối cho người học mỗi khi đọc lại. Ghi chép sáng tạo là việc bạn kết hợp cả hình ảnh và chữ viết, giúp tăng sự liên tưởng tới bài học, cũng như giúp việc ghi nhớ được lâu hơn. Mười ba nguyên tắc bất di bất dịch để sống một đời phú quý bình an. Kính thưa quý vị,